Tiếp tục với những tin tức liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Hôm 17 tháng 10, loạt rocket lớn từ giải Gaza nhằm vào Israel đã buộc Quốc hội nước này đình chỉ phiên họp toàn thể và sơ tán đến hầm trú ẩn. Cò báo động phòng không được kích hoạt tại Tel Aviv và Jerusalem ngày 17 tháng 10 sau khi nhóm vũ trang Hamas phóng lượng lớn rocket tầm xa từ giải Gaza nhằm vào hàng loạt đô thị của Israel. Sự việc diễn ra cùng lúc Quốc hội Israel họp toàn thể, buộc cơ quan này đình chỉ hoạt động trong khoảng 40 phút Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các nghị sĩ phải sơ tán đến hầm trú ẩn để bảo đảm an toàn. Truyền thông Israel mô tả đây là đòn tập kích rocket lớn nhất nhằm vào nước này kể từ sau loạt phóng mở đầu chiến sự hôm 7 tháng 10. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở những thành phố trên, nhưng chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại dưới mặt đất. Lữ đoàn Qasam, cánh vũ trang của Hamas tuyên bố đòn tập kích nhằm đáp trả những cuộc tấn công dân thường do quân đội Israel tiến hành. Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant nhận định đây sẽ là cuộc chiến kéo dài với cái giá phải trả cao, song chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì Israel, người so thái và những giá trị mà cả hai nước đều tin tưởng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF mới đây công bố video tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Liban. Theo lực lượng phòng vệ Israel, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa của Israel tấn công vào tòa nhà cũng như một cơ sở thiết bị quân sự của Hezbollah ở Liban cuộc xung đột Israel-Hamas đang có nguy cơ lan rộng khi các cuộc đọ súng ăn miếng trả miếng giữa Israel và Hezbollah ngày càng gia tăng, khiến hơn 10 người ở Liban và ít nhất 2 người ở Israel thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 10. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết có một dân thường thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng ở làng biên giới Stula giáp với Liban và quân đội Israel đã đáp trả bằng hỏa lực, đồng thời phá hủy các vị trí của Hezbollah. Trong khi đó, Hezbollah nói rằng các cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của Israel, khiến hai dân thường thiệt mạng và đánh trúng vào một nhóm nhà báo. Iran cảnh báo một hành động phủ đầu chống lại Israel có thể xảy ra trong vài giờ tới, giữa lúc Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào giải Gaza. Hãng tin Reuters và tờ Thời báo Israel đưa tin, Tehran đã nhiều lần cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza sẽ vấp phải phản ứng của các tổ chức khác. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột rộng hơn có thể kéo các nước khác vào cuộc. Tối 16 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Akmi Abdullahian tuyên bố, các lực lượng kháng chiến có thể thực hiện hành động phủ đầu trong vài giờ tới. Quan chức ngoại giao Iran cho biết như vậy, song không đi vào chi tiết. Cuối tuần trước, ông Hossein Amir Abdullahian đã có cuộc gặp với lãnh đạo nhóm Hezbollah, Hassan Nasrallah. Theo Ngoại trưởng Iran, các thủ lĩnh kháng chiến sẽ không cho phép Israel làm bất cứ điều gì mà nước này muốn ở Gaza. Ông Amir Abdullahian nói thêm, Nếu hôm nay chúng tôi không bảo vệ Gaza, thì ngày mai Iran sẽ phải chống lại những quả bom phốt pho trong bệnh viện nhi của mình. Sáng ngày 16 tháng 10, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi nói, thời gian để đạt được một giải pháp chính trị không còn nhiều, đồng thời cảnh báo không nên mở rộng xung đột Israel-Hamas sang các mặt trận khác. Trong tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hôm 17 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến Israel vào ngày 18 tháng 10 để hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và làm rõ rằng Israel có quyền tự vệ. Theo Reuters, ông Blinken cũng cho biết sau cuộc đàm phán kéo dài với ông Netanyahu, ông Biden sẽ tái khẳng định tình đoàn kết với Israel và nói rõ rằng Israel có quyền và nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình khỏi Hamas. Trong khi đó, phía Israel sẽ thông báo ngắn gọn cho Tổng thống Mỹ về mục tiêu và chiến lược của chiến dịch tấn công Hamas, nhấn mạnh sẽ tiến hành theo cách giảm thiểu thương vong cho dân thường và cho phép hỗ trợ nhân đạo đến với dân thường ở Gaza mà không bị Hamas lợi dụng. Các phát ngôn được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong phần phát biểu với các phóng viên ở Tel Aviv sau nhiều giờ đàm phán cùng nội các thời chiến của Israel. Một quan chức quốc phòng của Mỹ cũng tiết lộ với NBC News rằng khoảng 2.000 lính Mỹ đã được lệnh chuẩn bị triển khai để hỗ trợ Israel. Theo quan chức này, số binh sĩ trên chưa xuất phát và cũng sẽ không đến Israel hay Gaza. Nếu được triển khai, trong vòng 24 giờ, họ sẽ tới một quốc gia gần đó để chuẩn bị hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Những binh sĩ được triển khai có nhiều khả năng và chuyên môn khác nhau, bao gồm độ hỗ trợ y tế và xử lý chất nổ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS White Eisenhower tới phía đông biển Địa Trung Hải, phối hợp với nhóm tàu sân bay USS Gerald R có mặt từ trước.